Xin chào tất cả các bạn ha. Bây giờ thì cũng tối rồi, mình mới làm cái video clip này gửi đến các bạn. Bây giờ cũng là 9 giờ 25 phút tối rồi. Mình xem những comment của các bạn thì mình thấy hầu như có rất nhiều bạn quan tâm về cái chương trình này, nhưng mà cũng có một vài bạn hỏi rằng là cái chương trình này có cần tiếng Anh không, hay là phải bắt buộc cần tiếng Anh. Thực sự thì với những cái điều kiện tuyển dụng trước thì bắt buộc những người tham gia về cái chương trình này phải có tiếng Anh. Và mình nghĩ là cái chương trình này với cái chính phủ mới cũng sẽ bắt buộc các bạn có tiếng Anh. Mình đã giải thích rất nhiều trong những video trước là tại sao chính phủ Úc phải cần có những người công nhân đi qua đây làm việc phải có tiếng Anh. Bởi vì đôi khi các bạn qua đây làm việc, tránh trường hợp những người chủ bóc lột công nhân, tránh trường hợp các bạn bị ngược đãi, tránh trường hợp các bạn bị đối xử không công bằng. Cho nên là các bạn phải hiểu những cái gì mà các bạn có sự thảo luận giữa bạn và người chủ, cũng như là trong công việc các bạn phải hiểu được người chủ giao cho bạn những công việc như thế nào. Mặc dầu các bạn làm việc cho người Úc hay là người chủ là người Việt như thế nào thì phụ Úc không biết, nhưng cái quan trọng ở đây là chính phủ Úc muốn công nhân phải hiểu được cái quá trình làm việc và những cái gì điều luật an toàn trong công việc, cũng như là các bạn có bị bóc lột hay là những vấn đề mà bao lâu nay chính phủ Úc đang có những cái thay đổi trong cái điều luật, bao gồm là trả lương thấp, bao gồm chỗ ở tồi tệ, bao gồm bóc lột công nhân, bao gồm là hù dọa, vân vân và vân vân, có rất nhiều vấn đề. Cho nên là chính phủ Úc muốn người công nhân khi qua đây làm việc bắt buộc phải có chương trình tiếng Anh tối thiểu. Thực sự thì có nhiều bạn rất là thắc mắc, mình thấy là các bạn gửi comment cho mình là cái mức tối thiểu tiếng Anh là của Úc thì tính như thế nào. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là chương trình của Úc, chương trình mà học tiếng Anh là IELTS hay là PTE hay là những chương trình khác. Vậy thì ngoài IELTS thì những chương trình PTE hoặc là TOEFL hoặc là những chương trình khác có được chấp thuận trong cái chương trình visa nông nghiệp mới tuyển dụng này hay không? Các bạn rất là thắc mắc cũng nhất là lo lắng là xem nếu trường hợp thí dụ bây giờ đã học BTE rồi thì bây giờ không lẽ lại đi thi lại IELTS thì mất công quá, tốn tiền và mất thời gian. Vậy thì BTE có được hay không? Hoặc là những cái chương trình khác không phải là BTE, cũng không phải là IELTS, vậy thì có được chấp thuận hay không? Chứ không lẽ bây giờ người ta đã bỏ thời gian ra học rồi, đành phải bỏ tiền và thời gian ra để thi lấy IELTS nữa, thì đó là một cái sự là bất lợi và bất tiện. Chính vì vậy thì các bạn có rất nhiều cái mối quan tâm về cái điều này. Các bạn cũng gửi comment để hỏi mình. Hôm nay thì mình có một video clip muốn giải thích cho tất cả các bạn hiểu là tiếng Anh căn bản tối thiểu mà chính phủ Úc quy định mới nhất, được cập nhật mới nhất là bao nhiêu. Và bên cạnh đó là sẽ là ngoài cái chương trình IELTS thì những cái bằng tiếng Anh khác chính phủ Úc có chấp thuận hay không, và nếu như chấp thuận thì chấp thuận những cái cách như thế nào, và chấp thuận những cái bằng thí dụ BTE hay là những cái bằng khác như thế nào. Thì trong video clip này, với cái bài này, mình muốn chia sẻ các bạn là chính phủ Úc quy định cái bằng cấp tiếng Anh, gọi là tiếng Anh tối thiểu cơ bản, nó như thế nào ha. Trên trang nhập cư và quyền công dân của chính phủ Úc, Australian Government, có một cái bài nói về tiếng Anh chức năng. Tiếng Anh chức năng ở đây là có nghĩa là tiếng Anh căn bản đó các bạn, là tiếng Anh căn bản ha. Để chứng minh bạn có trình độ tiếng Anh cơ bản, hãy cho chúng tôi thấy bằng chứng rằng bạn là công dân có hộ chiếu hợp lệ do Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, New Zealand hoặc Cộng hòa Ireland cấp, hộ chiếu quốc gia Anh ở nước ngoài không được chấp nhận làm bằng chứng về tiếng Anh thông dụng. Ở đây có nghĩa nói là nếu như các bạn nói là các bạn có trình độ tiếng Anh thì các bạn phải là có hộ chiếu những cái nước này. Ví dụ các bạn là người Anh, hộ chiếu nước Anh thì các bạn đương nhiên là nói tiếng Anh rồi. Hoặc là ở Mỹ các bạn đương nhiên tiếng Anh, hoặc Canada, New Zealand hoặc Cộng hòa Ireland. Đó. Thứ hai, hoặc là các bạn hoàn thành bằng cấp cao hơn, bằng cấp tốt nghiệp hoặc chứng chỉ thương mại tại một cơ sở giáo dục trong hoặc ngoài nước Úc, yêu cầu ít nhất 2 năm học toàn thời gian và tất cả các hướng dẫn đều bằng tiếng Anh. Có nghĩa là các bạn phải có một cái bằng cấp, mà cái bằng cấp này là bằng cấp tốt nghiệp hoặc chứng chỉ thương mại tại một cái cơ sở giáo dục của nước Úc, trong hoặc ngoài nước Úc, yêu cầu ít nhất 2 năm học toàn thời gian và tất cả hướng dẫn đều bằng tiếng Anh ha. Hoặc bạn đã học tại một trường tiểu học và trung học nơi tất cả các hướng dẫn bằng tiếng Anh trong hoặc ngoài nước Úc. Có nghĩa là các bạn học cái trường trung học và tiểu học mà hướng dẫn bằng tiếng Anh, mặc dầu trong nước Úc hoặc ngoài nước Úc, thì các bạn vẫn được tính như vậy. Và thời gian học là tất cả các năm tiểu học và ít nhất 3 năm trung học. Đó, các bạn phải chứng minh được là các bạn học những năm tiểu học và 3 năm trung học, học tại những cái trường mà các bạn được dạy bằng tiếng Anh không, trong nước Úc hoặc ngoài nước Úc luôn. Một trường trung học trong hoặc ngoài nước Úc nơi tất cả các hướng dẫn đều bằng tiếng Anh và thời gian học ít nhất 5 năm học. Một tổ chức ở Úc nơi tất cả các hướng dẫn bằng tiếng Anh, có nghĩa là một cái tổ chức nào của Úc dạy tất cả các bạn chỉ bằng tiếng Anh, nói chuyện bằng tiếng Anh, mọi thứ đều bằng tiếng Anh hết. Và cái thời gian là ít nhất 1 năm học toàn thời gian để được nhận giải thưởng, có nghĩa là 1 năm học các bạn toàn thời gian, các bạn có cái bằng. Một tổ chức ở Úc nơi tất cả các hướng dẫn bằng tiếng Anh, có nghĩa là ở Úc, bán thời gian tương đương với 1 năm học toàn thời gian để nhận giải thưởng. Hoặc trong 12 tháng trước khi bạn nộp đơn xin thị thực, bạn đã được một trong những điều sau đây. Có nghĩa đây là các bằng cấp nè, ở đây nói về các bằng cấp nè, mà điều này là các bạn quan tâm nhiều nhất, nó nằm ở đây. Rồi, về bài kiểm tra, hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế, có nghĩa là về IELTS là Economic hoặc General, có nghĩa là Economic cũng được hoặc General cũng được. Điểm số trung bình ít nhất là 4.5 dựa trên 4 thành phần kiểm tra, có nghĩa là điểm số ít nhất, thấp nhất, căn bản bây giờ là 4.5, không còn 4 chấm nữa, dựa trên 4 thành phần kiểm tra, có nghĩa là nghe, nói, đọc, viết là các bạn đều phải 4.5. Kiểm tra tiếng Anh như một bài kiểm tra dựa trên Internet ngoại ngữ, có nghĩa là ở đây là bằng TOEIC thì tổng điểm ít nhất là 32 dựa trên 4 thành phần kiểm tra nói, đọc, viết và nghe, có nghĩa là tối thiểu là 32 điểm, ít nhất là 32 điểm của TOEIC. Và ở đây là bài kiểm tra tiếng Anh học thuật Person là BTE Academic, tổng điểm ít nhất là 30 dựa trên 4 thành phần kiểm tra, có nghĩa là PTE là phải là 30. Tiếng Anh Cambridge nâng cao, tổng điểm ít nhất là 147 dựa trên 4 thành phần kiểm tra. Một số thị thực sẽ cho phép bạn gửi các hình thức bằng chứng khác, kiểm tra các trang thị thực có liên quan để tìm hiểu thêm, có nghĩa là một số thị thực có thể cho các bạn là ngoài những cái bằng cấp này ra thì một vài cái thị thực cũng chấp nhận những cái bằng cấp khác, nhưng tùy, chứ không phải là bằng nào thị thực nào cũng là sử dụng hết cả, nhưng mà chính là có 4 cái này, ha. Và bên cạnh đó thì ở đây nếu như các bạn học trường tiểu học, trung học với cái thời gian của các năm tiểu học và ít nhất 3 năm trung học thì các bạn cũng được tính. Và một trường trung học ở trong nước Úc hoặc ngoài nước Úc mà ít nhất 5 năm học, các bạn cũng được tính là tiếng Anh căn bản tối thiểu. Và cái này là được cập nhật mới nhất vào ngày 12 tháng 8 năm 2022. Thì các bạn cũng vừa xem một cái thông tin từ trang web của chính phủ, của Bộ Di trú Úc. Thì trên Bộ Di trú cũng đã có nói rõ là tiếng Anh căn bản, là tiếng Anh mà chức năng á, thì là 4.5. Trước đây với cái chương trình trước và của chính phủ trước thì tiếng Anh chức năng, tiếng Anh căn bản chỉ là 4 chấm thôi. Nhưng bây giờ thì đã được update và cập nhật lên vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, có nghĩa là sau cái cuộc bầu cử Đảng Lao động đến nắm quyền và đã thay đổi cái tiếng Anh chức năng và căn bản, cho nên đã tăng cái điểm IELTS là lên 4.5, không còn 4 chấm nữa. Và bên cạnh đó thì những cái bằng tương đương có thể sẽ được là nếu như cái điểm nó tương đương, giống như bằng BTE hoặc những cái bằng khác, hoặc là TOEIC, thì các bạn có những cái điểm tương đương giống như mình chia sẻ các bạn trên chính cái trang của Bộ Di trú, thì các bạn có thể nộp nếu như trường hợp chính phủ Úc tuyển dụng công nhân từ Việt Nam và yêu cầu tiếng Anh tối thiểu là 4.5, thì các bạn có cái số điểm tương đương với cái bằng khác, tương ứng với những cái gì mà trang web của Bộ Di trú Úc đưa ra, thì các bạn có quyền tham gia cái chương trình này và các bạn không cần thiết phải thi lại cái để lấy cái bằng IELTS nữa. Mặc dù IELTS là một cái điểm chính để mà các bạn có thể sử dụng để so sánh. Nếu như mà những bạn khác thì có cái chương trình tiếng Anh khác, thì nếu tương đương các bạn cũng có thể tham gia ha. Rồi thì mục đích video là để muốn giải tỏa những cái thắc mắc của tất cả các bạn gửi cho mình, và bên cạnh đó là cũng muốn khẳng định và nói rõ cho các bạn hiểu là cái tiếng Anh căn bản nó như thế nào, và hiện nay đã được update lên từ 12 tháng 8 năm 2022 là 4.5 và không còn là 4 chấm nữa. Vậy thì chúng ta phải tự hiểu rằng là nếu như chương trình nông nghiệp theo hướng PAM tuyển công nhân từ Việt Nam, nếu tuyển dụng có tiếng Anh và tiếng Anh chức năng tối thiểu, thì các bạn đủ hiểu là IELTS mấy chấm rồi ha, IELTS mấy chấm hoặc PTE là mấy chấm, hoặc là chương trình TOEFL hay là TOEIC gì đó thì mấy chấm, thì các bạn tự hiểu là bây giờ nếu như bạn nào 4 chấm IELTS thì các bạn cố gắng học lên 4.5 hoặc 5 chấm, hoặc những bạn nào PTE mà chưa tới thì các bạn cố gắng lấy cái điểm bằng cái IELTS 4.5 để khi năm tới mà mở rộng tuyển dụng công nhân từ Việt Nam thì các bạn cũng update được cái bằng của mình tương ứng với lại cái tiếng Anh căn bản mà chính phủ Úc quy định như vậy. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip này đây. Hy vọng video clip này một phần sẽ giải tỏa những cái thắc mắc cho tất cả các bạn về cái chương trình tiếng Anh cũng như cái bằng cấp hiện tại của các bạn đang có ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt. Bye bye. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the door.